Đây này, kết quả con lái cam của mình này. Đủ rất là trong nước đi luôn á. Hao hết rồi. Xem chú này nè, chú này tan cá này. Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear reason calling my name, and I feel angels around when I start to sing. And suddenly it feels like heaven's a song for life. Chào tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ nhé. Hôm nay thì cả team mình đi chơi ở chỗ này thì trước giờ mình chưa có quay lần nào nhé. Đây thì cả team mình nhiều chưa? Đấy, tí nữa mình đi xuống ở dưới kia. Ở dưới kia thì có một con thác ở đây thì đấy, như hồi nãy mình có nói thì trước giờ thì mình chưa có quay á. Trước đây thì mình có quay ở thác ở dưới kia. Ở chỗ mình đây thì rất là nhiều thác nhá, thác đẹp lắm. Phải xuống ở dưới đây này. Còn trước thì mình có quay về cái thác mà mình đi chơi thì ở dưới kia. Còn trên đó thì vẫn còn hai cái thác nữa. Ở trên này cũng có một cái thác nữa. Thì hôm nay thì mình đi chơi ở chỗ thác này trước nha. Sau này thì mình sẽ chơi mấy cái thác khác nữa. Thì trước khi vào xuống dưới kia thì cho David xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và chia sẻ cho mọi người cùng biết kênh của David Kho Vlog nhé. Thôi bây giờ cả team mình đi xuống dưới kia nhá. Ở dưới kia là cái thác này, ở đây thì ruộng người ta làm đấy. Thôi bây giờ đi thôi. Đầy xe nhiều chứ. Đi con xôm. Con xôm mà mặc cái áo đẹp ấy, coi cái múa rồi che nắng này. Còn thơm ghê. Đi thôi. Đầy ruộng nha, phải đi xuống dưới kia đấy. Ở chỗ đó là cái thác rồi đấy. Đường đẹp ấy. Ui, đường này dốc đứng lắm. Ôi đây phải xuống kia này. Ôi giời, bụi quá. Từ từ thôi. Từ thôi. Ô, gần thác rồi. Ở thác ở dưới đây nè. Đây. Thác này thì đường đi thì khó. Không giống như thác bên kia bữa. Ô, chuối này người ta để thúi luôn này. Ở đây toàn chuối không à. Ôi dù. Ôi dù. Đây. Ô, mấy đứa này. Đây thác này cũng đẹp giống như thác bữa mọi người. Đẹp đấy. Ôi rồi. Trời ơi mát quá. Đây con xôm qua này. Ồ cởi áo đó. Yeah. Ồ có gái đâu này. Ồ có cây này có cái dây đẹp đó mọi người.
Đó. À trên kia là cây sung rồi. Ô mát quá. Dạ ô. Ôi giời. Oh, là... Để sang bên này nhá. Đó, nhìn từ bên này đẹp chưa? À thôi, giờ bây giờ thì mình sẽ bay flycam cho mọi người nhá. Nhìn cái chỗ này thì đẹp như thế nào nhá. A few moments later. Trời ơi mọi người. À, như hồi nãy thì mình mà bay flycam ấy. Gió nó cuốn phải flycam mình ấy. Thác nước cuốn ấy. Đây này, kết quả flycam của mình này. Tụi rất là trong nước kia luôn á. Hao hết rồi. Không biết liệu còn cứu được hay không. Liệu còn sống được hay không. Đây nhìn camera của nó này. Nước vô rồi này. Pin thì mình cũng tháo rồi. Trời ơi xui quá. Yeah. Vừa là clip này không có cảnh quay bằng flycam rồi. Sao con sôm? Clip là không đẹp rồi. À dạ. Để đó đi. Đấy, mấy người này từ sướng à. Trời buồn quá. Lâm ạ. Rắc này nhé. À, buồn quá. Hồi nãy thì mình tính là định bay từ gần gần chút xíu á, rồi lui lại cho nó đẹp này, nhưng mà nó chạy qua bên kia chứ. Mình không có điều khiển đâu, nó tự đi á. Hay là vì gió hay sao ấy. Vì gió cuốn là nó ngay cửa thác đó luôn. Rớt xuống đó luôn. À trời. Buồn thiệt chứ. Thôi để đó nhá. Nếu mà nó sống được thì vẫn được. Nếu mà không sống được thì mai mốt chắc mình không có để quay bằng flycam nữa rồi. À, mùa này thì không có tiền để mua chứ. Tới mùa cà phê mới có được tiền mua được flycam chứ. Trời trời trời. Xôm buồn quá rồi. Buồn quá mọi người. Chắc không cứu được nữa. Cái này thì nếu mà đi sửa thì đi qua hàng thì cũng xa đấy. Chắc không sửa đâu. Đó đây này, toàn nước không à. Ồ. Bây giờ chơi chỗ này chút xíu tí nữa thì lại đi chỗ khác đi chơi nữa, ngồi nghỉ uống nước.
Nhưng bây giờ buồn quá. Ai chà. Mình mua cái này cũng được một năm rồi, mình điều khiển nó cũng biết được rồi, biết hết rồi mà hôm nay gió chui sao ấy, nó cuốn á, gió nó cuốn gần bên kia. Thôi bây giờ để nó đây nhá, gấp lại phơi lại, nếu mà được thì để khoảng mai 21 ấy mình mới thử lại nhá, test lại. Và nhiều pin cũng hư rồi sao ấy, nó bị cháy rồi đấy. Và anh em bắt đầu chuẩn bị đi về, đi ngồi ở chỗ bong mát gì đó thì ngồi uống nước rồi ăn bánh này. Thôi bây giờ đi tiếp nhá, đi tiếp chỗ khác nhá. À dạ. Thôi đi thôi. Ôi. Bây giờ đi về thì lên cái dốc như thế này này. Ôi trời. Ươi. Rất là mệt, rất là buồn. Ai để xem nha, ai ở đây thì đố ở đây á, thử thách ở đây thì ai dám tán này. Ồ, có một em đây này. Anh này đẹp trai nè, tán đi. Xem chú này nè, chú này tán cá này. Nên là nè. Nó cứ tan đi đi đó, tan cá chứ. Ui mà thân đền này yếu thế. Xem chú này được này. Hợp đấy, hợp đấy, đẹp đôi đấy. Bên mới hợp rồi. Cái này cắt, cắt lên con đường này. À, đi về hả? Thôi mà em đi về đi. Đây mọi người nhá, hồi nãy thì mình di chuyển tới gần làng ấy. Suối đây thì là suối từ bên làng mình chạy xuống đây á. Đây thì làng bên ấy. Đó bên đó thì có cái nhà làng là làng bên ấy. Bây giờ mình đi xuống ở dưới đây. Dưới đây cũng có một cái thác nữa. Thác đây thì cũng cũng đẹp ấy, nhưng mà nó ngắn thôi. Bây giờ mình xuống ở dưới kia thì nhà ăn uống ở dưới đó nhá. Thôi mà chuyện play cam mình thì hồi nãy thì mình có quay lại bên này thì mình đem ở nhà cất đi rồi. Thế bây giờ đi xuống dưới kia nhá. Đó dưới đây thì là con thác á. Đó mọi người có nghe được không? Để bây giờ đi xuống dưới kia nhá. À, đường này cũng đi xuống nhá. Đây này, nhìn cái thác này nè mọi người. Đó cũng đẹp chứ hả? Mọi người, cái thác hồi nãy thì ở dưới đây nhé. Nhưng mà anh em mình thì lên ở trên
trên đây. Cái đó thì có bông mát, cây kia thì ngồi ăn uống ở đó nhé. Đây mọi người nhé, hồi nãy thì mình ngồi đây, bây giờ thì mình sẽ review cho mọi người cái món ăn đồ uống của mình ngày hôm nay thì có những gì nhé. Đây có giá bò này, chỉ mới đây thì giá bò đây thôi này. Ở nói chung là toàn bánh không. Đấy, mới chai nước ngọt. Đây quỳnh thơm này. Quỳnh thơm bữa nay có mái tóc đẹp hay. Đây mọi người nhé, mời mọi người uống nước ngọt nhé. Thì nãy thì mọi người cũng biết rồi đấy, buồn quá thì đều phải uống thôi, phải mời mọi người, vẫn phải mời mọi người uống nhé. Hôm nay thì tôi xẻo quá. Vì vừa nãy thì chưa lúc đầu mình quay ở biển Điểm Gió thì mình có bay flycam rồi xuống đó thì rớt flycam xuống nước. Buồn thiệt kìa. Thôi mời lại mọi người nhé. Bần mười cái đẹp nhất này. Mới hết mọi người. À, mình hết bão rồi. Đua ra đua à? Đua. Này dạ. Quân này. 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 Mời mọi người ăn da bò nhé. Bởi vì bụng rụt bẹt đấy. Tụng tụng đấy. Hai. Da bò này dai quá. Bất minh của lúc này. Thôi nha mọi người nhé, nãy thì ôi giời buồn quá, bây giờ thì chắc mình cũng dừng clip thôi nhé. Nếu mọi người yêu quý tụi mình thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mấy nha. Bye bye nha. Bye.